Bà ơi, cháu sẽ đi đến Tảng Băng Vĩ Đại và tìm ông trở về. Con thật đáng yêu Ca Tắc, nhưng điều đó quá nguy hiểm. Từ bỏ đi, cậu không thắng được đâu. Tôi biết chuyện này không liên quan tới tôi, nhưng sao cậu ấy chưa chuyển thành màu trắng nữa? Chắc là cậu ấy bị mắc chứng chậm phát triển. Vậy sao? Cú nhảy đó định của chết thiệt chứ. Sao cậu lại trốn? Mình có trốn đâu. Cậu tên gì? Shirano. Bạn hãy nhìn thấy anh bơi chạy hướng mặt trời mọc. Tôi sẽ đưa nó về. Cháu cũng đi với chú. Bình thường cá giò xám luôn đi với mẹ mà. Mình không giống những con cá khác. Mình có màu xám nhưng mình lớn rồi. Mình cũng không giống những con cá khác. Cậu bị mất đi rồi hả? Cậu không thể làm bạn với con gái của Jack này. Chú cá nhỏ đó chẳng sợ gì cả. Tên cậu ấy là Ca Tắc. Là cháu trai của Ca Tắc tiếng tâm lẫy lừng xong. Phải không? Ông ấy là ông của mình. Không. Chuyện của ta và ngươi, Ca Tắc. Bé cần đi lạc à? Dạ không. Hãy có niềm tin vào Ca Tắc. Đó chỉ là đứa trẻ thôi mẹ. Không, Ca Tắc là chú cá voi dũng cảm và tuyệt vời nhất. Làm sao con có thể kết bạn được trong khi những gì bé làm là ăn thịt hả? Con sẽ không giúp ba tìm cậu ấy. Còn không cần ba. Ba hiểu không? Bị trùm bỏ bố rồi. Cái gì? Nếu chúng ta đi thì chúng ta không thể thở được. Cháu sẽ ra tín hiệu với mọi người khi tìm được lối thoát. Mau bơi đi. Anh Ca Tắc. Anh đã hứa với bà là sẽ tìm được ông về. Anh sẽ không về nếu như không có ông đâu. Đúng là anh của em.